그거는 저기 다 전기 연결 돼 있죠. À, chúng tôi thích nhất cái câu mà đối tác cho một nền hòa bình bền vững, Partnership for Sustainable Peace, à, rất là hay. Vâng, à, đây là cái panel với chữ VTV, Việt Nam Television Host Broadcaster, thì chúng ta biết rồi, đây là một đài chính thống của nhà nước. Vâng, thì chúng tôi đang ở trong cái trung tâm hội nghị, à, nơi đây quý vị thấy rằng các dàn giống như là ở bên APEC. Đấy. Để cho các ký giả ngồi, quý vị thấy rằng cái hàng ghế này rất là đông. Mỗi một cái bàn này 20 người, mà nguyên một cái dãy này là 10 bàn, tức là quý vị thấy rằng số người là bao nhiêu rồi, 200 người. Mà đây cái dãy bàn này thì còn nhiều hơn nữa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, mỗi một cái dãy bàn này 40, đấy, nó sẽ gấp đôi cái bàn chúng tôi vừa quay đây, mỗi một cái dãy 40, dưới kia 40 là 80 mà tất cả 10 dãy là 800, bên này là 200, tức là 1000, đấy. Và chưa kể có thể là những máy móc đứng họ để đứng bên cạnh. À, quý vị thấy rằng các đài truyền hình nước ngoài họ đã bắt đầu chuyển tin. Đây là đài Korea, những cái đài truyền hình Korea. Okay. Are you come from Korea? Yes. Yeah, 안녕하십니까? Hi, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. I'm live now. Okay, alright. Thì họ đã chuẩn bị rồi, thì quý vị biết rằng ông Kim Jong-un là người của nước Triều Tiên. Và đương nhiên là cái chuyện đấy là chuyện vào ngày mai, tất cả những cái chi tiết mà chúng tôi chưa biết, là cho tới giờ phút này thì vẫn chưa biết là cái hội nghị của hai ông sẽ diễn ra ở Mỹ Đình hay không, nhưng mà chắc chắn là ở Mỹ Đình rồi. Còn đây là chỉ là cái trung tâm báo chí, có thể rằng là tất cả ký giả tập trung vào đây và theo dõi cái hội nghị, tại vì chắc chắn là không thể nào vào trong hội nghị được. Hội nghị chắc chắn là chỉ có VTV và VOV, hoặc là cả thêm nữa là HTV hoặc là An ninh TV, thì đó là những cái cơ quan là chắc chắn họ sẽ có được phép vào để làm phóng sự. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở chúng tôi cũng sẽ chỉ được làm những cái công tác giống như ở đây thôi. Đó, vâng. Này, các phóng viên nước ngoài họ đã tới đây và họ đã bắt đầu làm việc rồi. Chúng tôi thấy rằng đài truyền hình của Trung Quốc CCTV, đài truyền hình của Đại Hàn TV, Seoul, Korea TV, KTV, VTC. Đây là hãng thông tấn chủ nhà của Việt Nam mình, tức là USDP RK Summit 2019, VNA.net.vn. Bên này thì chúng tôi có thêm cho các bạn có thể vào trong cái địa chỉ này, chúng tôi zoom gần cho các bạn nhìn thấy us-dprk-summit2019.vna.net.vn. Đấy, quý vị nhìn ghi rõ kỹ, thấy rất là rõ rồi trong máy. Thì để lấy những cái hình ảnh ở trong này ra mà không cần phải xin phép ai. Còn đây là cũng cái địa chỉ trong này, quý vị có thể vào trong đó để coi những cái video của ban tổ chức sẽ cũng chiếu ở trên này. Và đây là danh sách của các đài truyền hình nước ngoài, TBS, Japan, OK, Nippon TV, Kansai TV, Fuji TV, VOV TV, Thông tấn xã Việt Nam, TTHVN, Việt Nam News, NHK, MBC. Chúng tôi chưa thấy đài truyền hình Mỹ. Và thưa quý khán giả, trong này thì có những cái phòng thì đã chia ra. Quý vị muốn vào trong này, quý vị phải, thứ nhất là đương nhiên, quý vị phải bảo trợ. Chứ không phải ai muốn vào trong này thì vào, thì KBG hải ngoại không có khả năng để mở một cuộc bảo trợ như vậy được. Thì chúng tôi chỉ đây là đài KBS
VTV, đài SBS, đài BBC News, TV Asahi của Nhật, đài 2DF UBU. Tin không chính thức là chúng tôi được biết là RFA không được vào để làm việc. Đây là đài của truyền hình của Mỹ, đây là CBS News, United States TV Pool, đài Reuters, đài German Television và đài JTBC International Media Center. Bên này thì cũng thêm một đài của Đức, là ARD, MBN, Kyodo News, Asian French, đây là đài của Pháp luôn nữa. Thì tất cả những cái nơi này thì chắc chắn là quý vị cần phải có những cái bảo trợ. Đây là đài của AP, Nikki. Chào cháu. Rất là giỏi, tổ chức rất là khoa học, trong một thời gian rất là ngắn. Thấy chưa? Mình chỉ biết tin có khoảng 2-3 tuần thôi mà tổ chức được như vậy. Okay. Chú đó đừng đi APEC rồi này. Đi APEC như thế này. Đấy, mình so sánh ở đây phải công nhận rằng đây một cái vinh dự cho đất nước. Chúc các cháu thành công nha. Đây. Đây là của Viettel, rồi Nikkei AP, Nikkei là cũng của Nhật Bản. Đây là đài Trung Quốc, đài Xinhua, đài Asahi Shimbun. Nói cái Asahi đó mình lại nghĩ tới cái Sasami nữa, cái EVVNPT và Viettel. Không quay được. Có phải ông Hùng không? Đúng rồi, bác ông Hùng luôn. Không phải. Ông này chắc phụ tá Viettel hả? Chú thì cháu biết rồi. Cháu biết rồi. Chú nổi tiếng rồi. Chú nổi tiếng rồi. Không phải là chú vừa từ Hồ Chí Minh qua đúng không? Đúng rồi, chú làm live stream ở trong đó. Đấy, trong đấy chuẩn bị ăn cả, ăn xong tối qua đi nhậu đúng không? Đúng rồi. Chú nhậu coca thôi, cháu biết rồi. Nhậu coca rồi. Ngày mai ở đây mình bắt đầu mấy giờ? Ngày mai là bắt đầu từ 8 giờ là bắt đầu làm việc chính thức. 8 giờ chắc là điểm tâm xong rồi 9 giờ mới bắt đầu. Không, điểm tâm sớm hơn đấy. Điểm tâm 7 giờ bắt đầu phục vụ rồi. Ok, cảm ơn cháu rất nhiều. Trong thời gian tác nghiệp mà có vấn đề thì bác có số loại của Việt Nam trường xin. Ok, được rồi. Số điện thoại của cháu nhé, của chú nhé. Dạ vâng ạ. 0329. 0329. 02 03 279 79 rồi 41 647. Cháu bấm được rồi, nháy được rồi. Chú là ở bang nào ở Mỹ ạ? California. Lúc nãy cháu mới ấy này. Vâng, thì cháu ra cháu chào chú mà. Thế nhưng mà cháu làm gì ở trong này? Cháu là MC dẫn chương trình. Ồ, MC dẫn chương trình luôn. Lúc nãy cháu mới vào Duy, mới vào coi này. Đúng rồi. Làm MC cho chương trình này hay là trên kia? Không, cho chương trình này thôi, chương trình của chương trình cháu thôi. Chương trình của VTC. Thế còn nào? Nhưng mà làm như vậy là VTC nhóm nào? Trang thời sự. Trang thời sự. Ok, để chú để ý chú coi, để ăn cắp ý. Ồ, có gì ăn cắp ý thì trời. Thế nghe nói là hình như các ông họp là hội nghị các ông ở bên Mỹ Đình. Bây giờ là đang tỷ lệ cao là thế, tại vì thấy hình Mỹ Đình trung đội nhưng mà cháu chưa rõ. Đấy, đúng rồi, thì không ai này kia, chú có nói chuyện mấy người, ngay cả trung ở bên ủy ban báo chí và trung tâm báo chí cũng không rõ. Thế không, bởi vì là cái chính là lịch trình nó theo ông khách của mình. Đúng đấy. Rồi, khách của mình chỉ là người đứng ra tổ chức luôn với cả của ông Donald Trump. Đúng rồi. Bây giờ mà các ông
thay đổi một cái là mình cũng không biết làm như nào. Okay. Như lần trước là ví dụ khi Barack Obama đến ấy, không ai nghĩ ông sẽ đi cái cửa sau từ JW Marriott đi sang bên trung tâm hội nghị. Đúng rồi, đấy. Lại quyết định đi đường đó. Đấy, đúng. Vẫn phải cái OPEC nó tức cười ngạc nhiên, nó đi đường đâu đi đâu. Không ai đoán được, mà tất cả báo chí là đứng ngơ ngác. Tất cả đều đứng ở trên này hết, chú cũng vậy. Xong tự nhiên thấy ông xuất hiện ở dưới góc kia, ông đi lên. Tất cả là chạy theo, phi theo không kịp rồi. Từ đó qua. Ừ. Đấy, nhưng mà thật sự là đất nước mình có gì đâu mà lo này không? Đất nước mình thật sự. Nhưng mà đối với khách thì họ cứ đánh giá mình ra là cái những cái. Nhưng mà ông Obama qua ông nói ông đánh giá là tuyệt vời. Thực ra thì ở đâu cũng thế thôi, mình khi người ta đến thì lãnh đạo cấp cao cũng phải đảm bảo an ninh, nhưng còn ra mình thì quá tin tưởng với cái an ninh. Ok thôi, chắc chú đi về nhá. Chú mới trong Sài Gòn ra cũng hơi nghỉ ngơi. Ok rồi. À, thưa quý khán giả, quý vị nhìn thấy cái hình này, quý vị có thể nói cho tôi biết là cái gì không? Các bạn có thể nói cho tôi biết là cái gì không? Trung tâm hội nghị quốc gia National Convention Center. Okay. Thì có thể khi mà tấm nhìn cái tấm hình này, quý vị có thể đoán ra được, quý vị có thể đoán ra được là cái hội nghị của các ông sẽ nằm ở đâu. Đấy. À, cái người mà chúng tôi vừa nói chuyện là anh Duy của VTC, anh là MC cho cái chương trình của VTC, anh đã dẫn chương trình thời sự. À, quý vị có thể theo dõi trên VTC thời sự, à, sẽ đều rất là đẹp trai, trẻ, cao. À, okay, và không biết là có còn độc thân hay không, không thì chúng tôi không bảo đảm, và cho tới giờ phút này chúng tôi nghĩ rằng không có ai có quyền tiết lộ bất cứ một cái tin tức gì, bởi vì vấn đề đây là vấn đề và bảo mật nhiều nhất. Thì đây là cái chỗ mà thưa quý khán giả, The True Water đã bảo trợ cho cái chương trình ngày hôm nay. Như lúc nãy chúng tôi nói, đây là có nước da ua nước, rồi có nước lạnh. À, chúng tôi cũng xin được phép lấy một cái chai để uống, nó không được lạnh cho lắm, nhưng mà nói nhiều quá thì nó bắt buộc nó phải có cái khăn khẩu ở trong này. Khu vực các gian truyền thông, media booth area. Quý vị thấy rằng một thời gian rất là ngắn nhưng mà nhà nước Việt Nam đã tổ chức được một cái hội nghị rất là hoành tráng như thế này, không phải là một cách dễ dàng. Chúng tôi tin chắc rằng sau cái nghị hội này, Việt Nam mình sẽ trở thành một cái tên tuổi lớn. Phải nói là tên tuổi lớn là ở trên chính trường quốc tế. Nhà báo uống chút xíu sữa da ua để lấy sức làm việc. Quý vị thấy là chúng tôi nghĩ rằng khoảng 3.000 phóng viên với cái phòng này là sức chứa của nó khoảng là 3.000 rồi. Một lời gọi là khen ngợi ban tổ chức với một thời gian rất ngắn. Và đặc biệt là các anh em an ninh và anh em cảnh sát cơ động chắc là mấy ngày hôm nay rất là mệt mỏi. Ngày chúng tôi xin mời quý vị qua bên này. À, bên kia thì là có hai xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng một cái trường hợp mà bất chắc của anh em phòng hỏa và cứu hỏa. Đấy, chúng tôi phóng viên quay nhau đấy.
Ở đây bánh mì baguette để chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai. Và cũng giống như các nơi trong APEC, đây là cái khu vực ăn uống cho báo chí. Thì hiện tại bây giờ quý vị thấy rằng các nhà báo có thể tới đây. Cũng đây là một cái trung tâm hội nghị quốc gia. Thì thưa quý khán giả, cái phòng ăn này cho báo chí trông sang trọng hơn là ở bên APEC. Cái nhà hàng ở trong khu này, quý vị thấy rằng nhà hàng Climax này thì hãy còn vẫn mở cửa nhưng mà có vẻ là không có khách. Và quý vị thấy rằng một lá cờ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa bên cạnh một lá cờ Mỹ và một lá cờ của Triều Tiên, nó nói lên một cái tự vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế. Chúng ta không có tô son điểm phấn, nhưng mà chúng ta phải công nhận đây là những cái hình ảnh mà chúng ta phải hãnh diện với đất nước của chúng ta. Là một người Việt Nam không thể nào mà không hãnh diện trước những cái hình ảnh này. Các bạn không vào đây được, nhưng mà qua KBC Hải Ngoại các bạn đã nhìn thấy được những cái khung cảnh. Ít ra các bạn nhìn thấy những khung cảnh đây là chắc các bạn không có lạ gì đấy. Đằng sau là Diamond Plaza, bên này là bưu điện, ở đây này quý vị biết ở gần chỗ nhà thờ Đức Bà đó. Đây là hình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành ủy Hồ Chí Minh. Đây là cái nhà thờ Đức Bà như chúng tôi vừa nói xong. Và đây là toàn cảnh của thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao, một cái view ra đây chụp bằng 360 độ, tức là 360 độ đây là chụp theo kiểu mà chúng tôi nói, đây không phải là cái mà gọi là làm màu làm hình, mà đây là một cái hình cong chụp theo cái góc độ cong. Thì chúng ta thấy rằng rất là đẹp. Ở bên kia là nhà cái Bicheco. Chúng tôi được biết là ngày mai 7 giờ rưỡi thì bắt đầu là coi như là chương trình sẽ khai mạc khoảng 9 giờ, nhưng 7 giờ rưỡi thì bắt đầu phục vụ thức ăn thức uống. Chắc ngày mai chúng tôi tạm thời không ăn điểm tâm tại khách sạn. Thật sự từ hôm về thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, ở khách sạn điểm tâm miễn phí nhưng mà không có thời giờ đi điểm tâm nữa. Tại vì bà con và bạn đọc tới hết người này chứ người khác bắt cóc nhà báo. Và chúng ta gặp nhau, thưa các bạn, nếu mà các bạn nào không gặp được nhà báo thì chúng tôi xin lỗi, nhưng mà tất cả nó đều là cái nhân duyên trời định hết. Thì chúng ta đã gặp nhau được, đến với nhau được. Hình như nhà hàng Climax bữa nay thì toàn là mấy anh công an, mấy nhân viên ở đây không. Và quý vị đây biết đây là hình ảnh của Vịnh Hạ Long đấy, một trong những tân bảy kỳ quan của thế giới. Đây là những hình ảnh của những người dân tộc đấy, những người mà đóng góp rất nhiều cho cái sự nghiệp thành lập của Đảng Cộng sản cũng như là của đất nước của chúng ta. Chúng ta đã có tất cả 53 dân tộc và tất cả mọi người đã chung tay góp với nhau tạo thành một cái sức mạnh của đoàn kết. Đây là Thành Hồ ở Nghệ An, đây chúng tôi cũng đã từng tới nơi đây. Vâng, thưa, đây là Tam Cốc. Ca sĩ Lệ Hằng với chúng tôi cũng đã từng đi Tràng An, Tam Cốc. Đây là đường
cũng ở trên Tràng An. Đây là những hồn dân tộc của chúng ta đang chuyên chở để giới thiệu cho nước Mỹ. Đây là lăng Bác Hồ, đây là phủ chủ tịch, đây là nhà hát lớn Hà Nội, đây là chùa Một Cột, đây là Văn Miếu Quốc Tử Giám, và lẽ dĩ nhiên đây là Hồ Hoàn Kiếm, tháp rùa không ai là không biết, và đây là Hoàng Thành Thăng Long. Đây là hình ảnh của Sapa, thưa quý khán giả. Và công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu năm 2010. Đây là vườn quốc gia Ba Bể tại tỉnh Bắc Cạn. Đây là ruộng bậc thang tại Mù Cáng Chải, tỉnh An Bái. Có lẽ là các bạn ở trong nước thì chắc chắn không lạ. Và quý vị thấy rằng các anh em chỉ còn có hơn một ngày nữa là tới ngày, tất cả nhân viên đều làm việc. Hầu như là 24/24, tức là chia ra nhiều ca để làm việc. Và đây là một cái giàn giáo đang được hàn. Và chúng tôi không biết là ngày mai chúng tôi sẽ nhìn thấy đó là cái hình ảnh gì. Họ sẽ ra chắc chắn là dựng vào cái phía bên cái bức tường sau lưng này. Đó. Ngày mai chúng ta sẽ biết đó là cái gì. Đây là gian hàng của Mobifone. Chúng tôi đã từng xài sim của Mobifone. Bây giờ nếu mà các bạn ở nước ngoài mà muốn hỏi thăm là cái phone nào hay, sim nào tốt, chúng tôi nói đều giống như nhau hết, tùy cái vị trí các quý vị đi. Ví dụ như có những nơi mà chúng tôi dùng hai cái điện thoại, một cái của Vinaphone và một cái Viettel, thì đi qua cái vùng Viettel thì không bắt được, nhưng mà Vinaphone lại bắt được. Thì Mobifone là chúng tôi đã cũng thời gian sử dụng, đặc biệt là Mobifone đi về vùng những cái vùng mà dọc bờ biển hoặc là những cái vùng ở nhà quê đó thì lại rất là tốt. TH Group Pioneer in Organic Milk Development in Vietnam. Đây là toàn là chắc là sữa, chắc sữa bò ở Mỹ nhập cảng về. Con chưa có sữa bò Mỹ chưa? Đấy à, đây vâng đấy. Sữa do người Việt mình sản xuất chứ không có. Đúng rồi, đúng, tôi biết. Tôi được đi vào trong Vinamilk ở trong Thanh Hóa, nhìn thấy cái nhà máy ở trong đó được đấy. Vinamilk trong ở trong Thanh Hóa. Cái này là của TH Room. Đó, bây giờ đây là TH Room. Bữa nay là mình bảo trợ cho nước uống ở trong toàn hội nghị hết. Đất nước của mình phát triển nhờ các doanh nghiệp luôn luôn đóng góp và chị làm việc nhé. Việt Nam National Administration of Tourism. Thế bây giờ mình ở trong cái hội nghị này, mình có ở ngoài bảng cái ngoài kia có nói là hướng dẫn những đi có những tour du lịch hay cái gì đó thì nó như thế nào, mình ghi danh đi du lịch hay sao? Đấy. Cho báo chí quốc tế ạ. Vào cho báo chí quốc tế. Dạ vâng. Đây, cháu có 80 tour. Đội 380 tour. Vâng. Đấy. Đâu ở đâu? Đây, ở Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nội. Đây. Đây đấy. Tour thứ nhất Việt Nam Rewind. Hà Nội Secret. Tour thứ hai Việt Nam Rewind. Wine Art Museum Tour Hà Nội Treasury Hunt. Tour thứ ba là Việt Nam Rewind Coffee Tasting Tour ở Ship of Hà Nội. Ta đi thử tour thứ tư Việt Nam Rewind Ninh Bình tour Bái Đính Pagoda rồi ha. Thế mình muốn ghi danh đi như thế nào? Thì mời bác ngày mai quay lại đây, sẽ có bạn ở công ty tour bán trực hoặc là khoảng từ 6 giờ ở Mỹ. Vâng.
Mỹ. Thì bác à, bác phóng viên Mỹ vâng. Thì đấy 6 giờ bác đến và đăng ký là đi thôi. Dạ. Vâng. À, đăng ký đi vâng, chưa chắc chắn là chúng tôi sẽ đây, phải đi. Đây là tour này, tour Hà Nội này. À, tour ba Hà Nội. Cái tour ở trên là Hà Nội này. Được, đúng rồi. Tour dưới này là Ninh Bình này. Ninh Bình này, bay đến bên này thì dưới đây là có ba cái tour trên này cũng Hà Nội. Dạ. Còn phía dưới là tour đi Hạ Long. À, Hạ Long là vâng. Tour dưới là Hà Nội, trên là ba cái tour Hà Nội. Vâng. Mấy cái tour Hà Nội này là tôi biết hết rồi đó. Dạ, bác đi hết rồi chị ạ. Dạ, thì có thể là mình có thể mình chọn mình là, chẳng hạn đi Hạ Long hay là mình chọn Ninh Bình, Bái Đính. Bác là người gốc Bắc Giang. À Bắc Giang ạ. À, bác đi lâu chưa? Đi nói thật đó, thì giải phóng vào cái mình bỏ mình chạy. À. Tại vì tôi ở là 554 hay 575? 575, 54 cũng chạy nữa. À. Đó là hai lần. Tôi thì ở huyện nào Bắc Giang? Tôi ở ngay Phủ Lạng Sơn luôn. À, ừ. Nghe nói là Bắc Giang sắp sửa đổi tên lại Phủ Lạng Sơn. Ai trực ở đây? Đấy, anh trực đâu? Mấy cô kia đâu? Hình như là mấy ông này là giống như là sếp, sếp của cơ quan. Còn chưa có ghé qua đây rồi mà chưa lấy sách. Chú ơi, cháu chuẩn bị cho chú một bộ nhé. Hả? Cháu chuẩn bị cho chú một bộ giới thiệu toàn bộ các cái ok, rồi, rồi. Nhá. Cho về mình có quyền đưa lên YouTube không? Mình làm giống như qua một quảng cáo về Hà Nội ạ. À vâng, đúng rồi. Thì tới là mình sẽ ok rồi. Vậy hay lắm. Vâng thưa quý khán giả, bây giờ thì chúng tôi được một những món quà này và những món quà này sẽ được phép đưa lên YouTube để quảng bá cho đất nước của chúng ta. Vâng. Một tháng là từ 1,1 triệu cho tới 1,5 triệu người vào coi. Chú ơi, chú ở ngoài này có cái cuốn du lịch về tiếng các thứ tiếng ấy ạ. Dạ. Chú lấy giúp bọn cháu một cuốn này chú. Chú ơi, cháu sẽ tặng chú ba cái này nhé. Dạ, yeah, ok. Mình là của Ủy ban Nhân dân ạ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ạ. Đây là những vật phẩm về Hà Nội, quảng bá về tiềm năng cơ hội đầu tư phát triển du lịch các thứ. Ngày mai thiếu tiếng Trung còn đây này. Sáng nay vừa đến rồi, còn cháu không rõ lịch của không rõ lịch của lãnh đạo như thế nào ạ. Chú ơi, đây là bản đồ du lịch nữa ạ. Chú có thể lấy bằng tiếng Anh hoặc tiếng không có một, chỉ có các gian hàng bình thường. Vâng. Ở đây là ba thứ. Vâng đấy. Vâng, chúng tôi cũng được tặng ba cái hình khuê văn cát. Cái này là chùa một cột. Và cái này là tháp rùa. Vâng, thưa quý khán giả. 30.000. Chắc phải đi mua thêm một cái vali quá nhỉ. Văn phòng của chính phủ mới gửi quà, mới gửi tới khách sạn. Chú thế chú còn đi đâu nữa không ạ? Nếu mà chú còn đi đâu nữa thì tí nữa chú quay lại chú sẽ trách. Còn bây giờ chắc đi về luôn. Dạ vâng, thì đây là toàn bộ cái phẩm về quảng bá về Hà Nội. Dạ vâng. Tình hình kinh tế phát triển xã hội và du lịch. Mình có cái DVD không? Nằm trong đó luôn. Vâng, ok rồi. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi có DVD rồi. Vâng. Hà Nội trên đường phát triển ạ. Hà Nội trên đường phát triển. Vâng. Có cả sách và DVD đây ạ. Vâng, sách và DVD. Vâng. Thưa quý khán giả, chắc chắn là quý vị sẽ nhìn được những cái hình ảnh này qua KBC Hải Ngoại. Và không biết là có phải duy nhất ở KBC Hải Ngoại hay không, nhưng mà chúng tôi bảo đảm khi mà trở về Mỹ, chúng tôi sẽ có thời giờ để đưa những cái hình ảnh lên YouTube. Cảm ơn cháu nhé. À, bây giờ còn quý vị nào còn thắc mắc gì nữa không? À, đây là live stream.
Thì các bạn nào muốn tìm camera hải ngoại cứ việc tới đây. Đằng trước anh em cơ động đông lắm. Cái người mà escort của nhà báo thì đang đứng ở ngoài kia. Vâng, chúng tôi hy vọng rằng đây là cơ quan không phải là duy nhất mà là cơ quan đầu tiên. Chúng tôi biết trong những ngày qua là có nhiều cơ quan cũng đã đưa những hình ảnh về đất nước, nhưng mà có lẽ là một cái hình ảnh mà giới thiệu một cách tổng quát như thế này. Quý vị thấy ở bên này homeless nhiều lắm, này đây những nhà báo homeless của nước ngoài đang ngồi ở đây hết. Họ làm việc rất là tự nhiên, tức là ngồi dưới đất đấy, dựa tường vào nhắm mắt ngủ đấy. Và có thể rằng họ sẽ ngủ ngay tại đây. Vâng, ngày mai chúng tôi hẹn gặp lại quý vị đây khoảng chừng 7 giờ rưỡi để giới thiệu quý vị những cái buổi điểm tâm của nhà báo. Đây là quý vị thấy rằng thành phố Hà Nội vì hòa bình. Cái bữa này chúng ta có lẽ là chưa bao giờ Việt Nam một cái chữ vì hòa bình mà nó được sử dụng như ngày hôm nay, và điều đó chứng tỏ là báo hiệu cho một cái mà hòa bình của nước Đại Hàn, tức là một sự kết hợp của Triều Tiên và Nam Hàn. Đây là các cháu cảnh sát cơ động, chúng tôi không dám quay. Các cháu làm việc rất là tốt, và phải nói rằng an ninh Việt Nam tuyệt vời. Nhưng mà đối với người nước ngoài thì họ cứ làm giống như họ không có tin tưởng, nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng không có một biến cố nào xảy ra. Đây là hình ảnh một chiếc xe buýt của Sài Gòn Tour, không biết họ đi như thế nào, để chúng tôi hỏi thăm ra. Cho chú lên. Về bờ hồ thì được rồi. Mình đang muốn đi bờ hồ. KBC hải ngoại rồi. Biết rồi ạ. Trời ơi. Vâng, chào chú. Đây, okay. Xem chú qua bao nhiêu bây giờ. Không, hôm chưa. Ở trong. Chưa quý khán giả là đấy, tài xế của chiếc xe Sài Gòn Hà Nội Tour này cũng nhận ra nhà báo đó. I am famous. The driver know who am I. I live in California, but I come here about 7 years. I come about 23 times. Được nhá. Cái ba lô của bác không? Đấy ông để đây cho bác thấy được. Ba lô này quý lắm á. Bác để ai lấy cũng làm gì đâu. Yeah. Toàn là hình của vợ con không à? Ở trên tầng có đấy bác. Ủa sao mình trên tầng được không? Vâng, bác nói đi ạ. Ở đây là khách nên không ngồi trên tầng 2. Ok. Ôi, trên này nhiều người quá. Vâng, thưa quý khán giả, đây là những chiếc xe mà để mà gọi là phục vụ cho các nhà báo. Thì chúng tôi mời quý vị đi tham quan Hà Nội bằng chiếc xe này.
xe công an giao thông, xe công an chạy. Chưa bao giờ chúng tôi thấy rằng nhiều xe công an chạy như bây giờ. Cảnh mai nhớ Hà Nội quá. À, đây là bảo tàng công an Hà Nội. Vâng, thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi bước chân rất là cứng, rất là mạnh và rất là khỏe của nhà báo 73 tuổi. Trong thời gian chuẩn bị cho cái nghỉ hội, Triều Tiên và Hoa Kỳ chúng tôi tranh thủ, quý vị thấy rằng anh em cơ động, bình thường ngày thường này không có đây. Và những cái bảng quảng cáo cho quý vị thấy rằng anh em cơ động đang đi bộ thế này. Đây là những cái đài truyền hình đang để bắt máy qua đây, thì chúng tôi nghĩ rằng là ở chỗ này là cũng là nơi mà anh em cơ động ở đây mặc đang cầm súng, có súng đấy, đang không thì có nghĩa rằng là có thể rằng tối hôm nay ông Donald Trump sẽ tới đây Melia, không phải tối mai, có thể là ngày mai chứ, tại vì 47 tiếng mà. Và bây giờ anh em cơ động đã tập trung về đây thay ca vậy. Vâng, thưa quý khán giả, đừng cứ dẫn mặt với lại an ninh Việt Nam nhé. Và đây là dàn phóng viên đang để máy chặn, để máy chờ. Họ bắt buộc họ phải đứng như vậy để chờ thôi. À, chúng tôi thì ít người, chúng tôi chỉ làm những cái công việc mà giới thiệu tới cái bên ngoài. Nhưng mà ngày mai, ngày mốt thì chúng tôi sẽ có, xin lỗi, ngày 27, 28 thì chúng tôi sẽ có một cái anh Bùi Hồng Phong sẽ phụ giúp chúng tôi. Và có thể anh em chúng tôi sẽ chia nhau ra làm những cái phóng sự. Nếu quý vị nhìn thấy những cái video của đơn vị Bùi Hồng Phong thì cũng đó là những cái sản phẩm coi như là của KBT Hải Ngoại. Thì nhưng mà nó có sẽ mang tính vô tư hơn. Các bạn này, chúng tôi đang đứng ở trên cái tầng thứ hai của xe buýt Hà Nội Tour. Xe này cung cấp cho trung tâm báo chí để chở các du khách đi, không phải du khách mà các nhà báo muốn tham quan thành phố mà không phải mất thì giờ đi tìm hiểu. Và cái đây là chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay và sẽ dừng lại Bờ Hồ. Thì từ Bờ Hồ chúng tôi lại phải tìm đường đi về trở lại khách sạn. Chúng tôi đang ở trên đường Lý Thường Kiệt, thưa quý khán giả. Chúng tôi được nghe nói rằng bây giờ thì các bạn biết là cái cơ quan nào chính thống và cơ quan nào không chính thống. Những người nào xưng là nhà báo mà không có mặt ở đây thì quý vị hiểu là như thế nào. Thì riêng cái tôi không dám nói những cơ quan nhà báo khác, nhưng mà riêng cái nhà báo mà Nguyễn Minh Tuệ đó thì chúng tôi được biết. Chúng tôi được biết là ngày 29 tháng 2 này và ngày 30 tháng 2 này sẽ có mặt
Nguyễn Minh Tuệ. Quý vị có hiểu cái câu nói đó không? Ai hiểu thì cho biết. Nguyễn Minh Tuệ sẽ có việc có mặt để làm phóng sự ngày 29 và 30 tháng 2 năm 2019. Chúng tôi xin lặp lại, 29 và 30 tháng 2 Nguyễn Minh Tuệ sẽ có mặt tại Hà Nội để làm phóng sự này. Quý vị muốn hiểu sao thì hiểu, nếu ai hiểu được thì giơ tay cho biết. Vâng, từ nãy giờ chúng tôi đi qua đường nhiều rất được, đường Hai Bà Trưng, đường đi thường xuyên nhiều lắm, thì từ trung tâm báo chí mà, thì ở trên đường, nó là cung hiếu nghị đường Trần Hưng Đạo, chúng tôi bắt đầu từ đường Trần Hưng Đạo, Và bây giờ quý vị thấy rằng những cây hoa được thành phố đã trưng bày giữa đường rất nhiều. Nhưng hầu như các cơ quan của nhà nước đều được tăng cường, mọi ngày thì chỉ có 1-2 công an đứng gác, nhưng bây giờ thì rất đông. Các cơ sở nào cũng ít nhất là 5-6 người đứng đằng trước. Đây là trường tiểu học mầm non. Quý vị thấy rằng nhà nước rất quan tâm cho cái tương lai của đất nước và các trẻ em được. Đây bây giờ mới là phố Hai Bà Trưng đây. Cảm ơn Linh Mai, Linh Mai rất là thông minh. Lúc từ sáng giờ chúng tôi nói chuyện rất nhiều người bảo ồ vậy à, tưởng là 28 là chấm dứt rồi, đấy bảo không, 29-30 vẫn còn đấy. Vâng, thưa quý khán giả, tháng 2 không bao giờ có 29, ngoại trừ năm nhuận, tức là cứ mỗi 4 năm thì mới có một ngày 29 nữa. Rất là thông minh. Hey, Linh Mai thông minh lắm. Đây là nhà hát kịch Việt Nam, đây khách sạn Hilton. Quý vị biết rằng chúng tôi đang đi qua khu vực khách sạn Hilton, mà nơi mà tù binh Mỹ được mệnh danh là hỏa lò. Quý vị thấy rằng ngay ở nhà hát lớn bây giờ cũng vậy, nhà hát lớn là cũng có rất nhiều công an đứng đông hơn là những bình thường. Và đây là một sân khấu chắc chắn là sẽ dùng trong cái ngày 27 và 28 đang chuẩn bị dàn dựng lên. Ở bên này là nhà hàng Sen. Các bạn không phải là nhà báo, các bạn không phải là ký giả, nhưng các bạn đã cùng với lại KBG Hải Ngoại, cùng với bước chân KBG Hải Ngoại được đi tham quan những cái râu ria trong cái nghị hội này. Và quý vị thấy rằng anh em bảo vệ của phường. Đây là nhà hàng Sen. This is a very nice buffet. Yeah. Yep. Very good buffet. You have water. Good for vegetarian? Huh? Good for vegetarian? Yes, of course. Vegetarian and then also American food, Italy food, Vietnamese food, okay. Chinese food. Oh my God. Very nice. They call Lotus restaurant. You asking? Vietnam say Hoa Sen. American say Lotus. Okay. Ask anybody know. Yeah. Very famous. Vâng, Long Thủy mới đi qua nhà hát lớn. Và bây giờ chúng tôi đang trên đường Tràng Tiền để đi thẳng về bờ hồ qua đường Đinh Tiên Hoàng. Chúng tôi xe chấm dứt ở bờ hồ. Và thưa quý khán giả, chúng tôi đang đi một chiếc xe buýt tham quan trong thành phố. Bình thường thì không biết là giá tiền bao nhiêu. Thế nhưng mà thì bữa nay thì để phục vụ cho các ký giả thì họ đậu ngay trước cung hiếu nghị Việt Sô, hoàn toàn là miễn phí.
Dạ thưa quý khán giả, đây là cà phê Cộng. Cộng đây là cộng sản đấy. Vâng, thưa quý khán giả, đáng nhẽ là giờ này chúng tôi đang làm một giấc, xong rồi chiều rồi đi ăn. Thế nhưng mà rồi thấy chiếc xe hứng quá nhảy lên trên đây là tiếp tục phục vụ cho quý vị. Nhất là các bạn mà xa quê hương đang đi tác nghiệp hoặc là đang đi du học, đang đi lao động, các bạn sẽ có một cơ hội nhìn lại đất nước của mình. Những người mà đi khoảng 2-3 năm đã nhìn thấy là đã thấy rất nhiều sự thay đổi. Vậy mà có những người luôn luôn là chó miệng, luôn luôn chó miệng quay về để gọi là chúc giữ cho quê hương. Vâng, đây là thưa quý khán giả, cái khu vực này đó là khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm và gọi là khu vực phố đi bộ của Hà Nội. This area? Yeah. Every Friday, yeah. Afternoon, yeah. Friday, Saturday, Sunday, yeah. You can walk around, okay. The pond. They call, you know, the walking, walking town. Very nice. A lot of people. They close. On traffic. Only, you know, the pedestrian. Where's the post office? Huh? Where's the post office? Post office right here. Right hand side, post office. See right here, post office. And big. Yeah, big. See that? Yeah. The white building. Yeah. That's the main post office in Hanoi. See right the pond right here. On weekend, Friday, Saturday, Sunday, yeah, yeah. It's closed. Yeah. That's closed traffic, okay. Only pedestrians. Okay, good. So, and this Friday, if you still here, then you can see. We're going tomorrow. Oh, going tomorrow? Oh, yeah. Yeah, the post office. Why don't you stay? We're going to Cambodia. Oh, you go to Cambodia? Yeah. Today we came from Halong Bay. Oh, Halong Bay. Oh, that's very nice, huh? Halong Bay is one of the new seven wonders in the world. Yeah. Vâng, thưa quý khán giả, đây là tượng đài Lý Thái Tổ. Và bữa nay thì đang có triển lãm tranh. Và chúng tôi không biết là họ chuẩn bị. This is a very nice king. Yeah. The king. It's Vietnamese king. He's very good about military and about cultural. Okay. He's very nice. Okay. That's why he was here. And this is the city hall. Hanoi City Hall. This is a famous pond. They call, you know, the Hoàn Kiếm pond. We're gonna get off now anyway. Yeah, we get off anyway. Yeah. Yeah. And if you go to walk through the bridge, then you see a lot of cultural. You know, this guy, very nice. You explain very well. You're very good. A lot of people offer me a tour guide. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi trở về lại bảo hộ. This is a very good show. Very good. Very nice. What the Muppet Show. Và quý vị thấy rằng đây là người Trung Hoa rất nhiều. Rất nhiều người Trung Hoa đi từng con, từng nhóm. Họ đang chờ để xếp hàng vô coi múa rối.
và có những người chúng tôi nhìn thấy là hình như người Đại Hàn, đúng người Đại Hàn nhiều hơn. Bây giờ chúng tôi xin phép được tắt máy thưa các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi KBC Hải Ngoại trong suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua, và bây giờ thì chúng tôi nguồn pin cũng đang cạn và chúng tôi đang ở cái công trường, đây là nhà hàng Cá Mập.